Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Inter Miami thắng lớn, hé lộ nguyên nhân khiến Messi và Alba phải rời sân sớm. Sáng sớm nay, Miami vừa có chiến thắng đậm tới 4-0 trước Toronto FC. Nhưng đây chỉ là đội cuối bảng và tuy nhiên có thể sẽ mất Messi trong dài hạn vì chấn thương. Trong hai trận đấu không gặp mặt, Messi trở lại đội hình xuất phát của Miami trong trận đấu với Toronto ở vòng 30 giải nhà người Mỹ. Không những vậy, Empuga còn xuất hiện với tấm băng đội trưởng ở trên tay. Sự trở lại của Messi là nguồn động lực to lớn với Inter Miami sau khi đội bóng này thảm bại với tỷ số 2-5 trước Atlanta United ở vòng đấu trước. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, siêu sao người Argentina đã cho thấy quyết tâm của mình. Anh thi đấu khá tích cực khi tung ra 3 cú dứt điểm trong vòng hơn 20 phút. Thế nhưng, trong bối cảnh ở rất gần bàn thắng, Miami lại chịu tổn thất lớn. Phút 34, Alba rời sân vì chấn thương. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 37, Messi ra dấu xin thay ra sân vì không thể tiếp tục thi đấu. Theo ghi nhận, trước thời điểm rời sân, Empuga xoa bóp gân khoeo và di chuyển rất thận trọng. Hiện tại, Miami chưa thông báo về tình trạng chấn thương của Messi. Cầu thủ này có thể vẫn bị quá tải dù được nghỉ ngơi trong trận đấu với Atlanta cách đây vài ngày. Tưởng chừng như việc Messi rời sân sẽ khiến cho Miami gặp khó nhưng họ bỗng dưng lại thi đấu thăng hoa. Phút 45+3, Farias đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo hồng sau pha tận dụng pha đấm bóng lỗi của thủ môn Toronto. Phút 54, Miami đã có bàn thắng thứ hai. Telo có pha dứt điểm bất ngờ về góc xa khiến cho thủ môn Toronto không kịp trở tay. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Miami với pha lập công của Seramaski ở phút 73. Chưa dừng lại ở đó, phút 87, Taylor có hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 4-0 cho Miami. Với chiến thắng này, Miami đã vượt qua New York Red Bull để xếp thứ 13 ở bảng xếp hạng miền Đông MLS với 31 điểm sau 28 trận. Họ kém vị trí thứ 9 dự playoff thăng hạng của DC United 5 điểm và thi đấu ít hơn 2 trận. Sau khi rời sân, Messi ngồi trên ghế dự bị khoảng 5 phút với vẻ mặt mệt mỏi trước khi đi vào phòng thay đồ. Vì vậy, anh không được chứng kiến bàn mở tỷ số của đồng đội Facundo Farias ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 1. Cũng giống Messi, Alba chỉ đá được hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi rời sân vì vấn đề thể trạng. Alba được cho là phải chườm đá ở gần khoeo sau đó. Chia sẻ với báo chí, sau khi hiệp 1 kết thúc thì huấn luyện viên trưởng Martino cho hay Messi và Alba phải rời sân, đó là hai sự thay người bất ngờ. Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng của họ trong những ngày tới. Việc Messi phải sớm rời sân đã khiến cho người hâm mộ Miami lo lắng. Không biết liệu chấn thương của siêu sao người Argentina có nặng hay không. Vì chỉ còn một tuần nữa, Miami sẽ phải đối đầu với Houston Dynamo ở trận đấu chung kết West Open Cup. Tuy nhiên theo báo chí Hoa Kỳ, Messi chỉ bị đau cơ nhẹ và anh sẽ nhanh chóng bình phục để cùng Miami chiến đấu ở những trận đấu quan trọng sắp tới. Theo Gaston Edun, một phóng viên nổi tiếng người Argentina của tài C Sport, Messi đã phải đối mặt với một cơn đau ở bắp chân. Anh cảm thấy rất khó chịu từ ngày 8 tháng 9 khi tuyển Argentina đối đầu với Ecuador ở vòng loại World Cup. Chiến thức này đã khiến cho cựu cầu thủ của Barca phải ngồi ngoài ở trận đấu gặp Bolivia. Messi đã quay trở lại với Miami nhưng cũng bỏ lỡ trận đấu với Atlanta vào ngày 16 tháng 9. Truyền thông Argentina tiết lộ thêm rằng ban huấn luyện của Miami không có ý định sử dụng Messi ở trận đấu gặp Toronto và Orlando City vì lo ngại anh sẽ gặp chấn thương. Cơ hội dự vòng playoff mở rộng trước mắt Inter Miami. Thế nhưng nếu như Messi dính chấn thương dài hạn thì đó sẽ là thảm họa với câu lạc bộ. Miami rất cần Empuga ở thời điểm quyết định của mùa giải. Thể lực của Lionel Messi đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ, bị thay người ngay ở hiệp 1 sau chiến thắng 4-0 vừa qua trước Toronto. Vấn đề thể lực của Lionel Messi đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ, đồng thời nó dường như là tín hiệu cho thấy Messi khó khép lại vòng tròn hoàn hảo. Với việc Messi mệt mỏi cơ bắp, Messi đã không thể góp mặt được trong trận đấu của tuyển Argentina với Bolivia tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và trận đấu với Miami tại Atlanta tại giải bóng đá nhà nghề tuần trước. Bởi vậy, mọi ánh mắt của số đông người hâm mộ càng đổ dồn vào Leo Messi khi mà xôi sao người Argentina được huấn luyện viên Martino tung ra sân trong hiệp trận đấu gặp Toronto vừa qua. Niềm vui từ chiến thắng 4-0 trước Toronto của Miami không thực sự trọn vẹn khi Messi được thay ra ở phút 37 trong hiệp 1 và Robert Taylor vào sân. Messi dường như gặp vấn đề về cơ ở chân trái và lộ rõ vẻ mặt nhăn nhó vì thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu. Theo như kết quả phân tích của chuyên gia khẩu hình, cựu ngôi sao Barcelona đã lẩm bẩm: "Mi am becle, tôi bị chuột rút." Khi một cầu thủ Toronto chạy đến gần hỏi lý do tại sao anh không tiếp tục thi đấu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Martino đã đề cập đến việc nhà vô địch World Cup bị thay ra hiệp 1. "Đó là sự mệt mỏi và tôi không nghĩ là có chấn thương với Messi. Tất nhiên chúng tôi sẽ cần kiểm tra cũng như tiến hành chụp chiếu để có được cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng thể lực của Messi."
Lời thừa nhận của ông thầy Tata Martino đã ngay lập tức làm dấy lên lo lắng cũng như tranh cãi xoay quanh vấn đề thể lực của Messi, người từng được fan nhận xét hóm hỉnh với đại lý. Messi còn có thể đá bóng tới lúc 50 tuổi qua phong thái đi bộ lững thững ở trên sân. Với Miami, việc thiếu vắng Messi rõ ràng sẽ khiến đội bóng của chủ tịch David Beckham gặp khó khăn trước những mục tiêu trung hạn và dài hạn. Không thừa nhận khi nhắc lại, Messi đã có dấu ấn ở 16 bàn thắng, trong đó ghi 11 bàn và có 5 đường kiến tạo thành bàn sau 12 trận ra sân cho Miami. Theo lịch thi đấu, sau chiến thắng đậm 4-0 trước Toronto vừa qua, đội bóng Miami của Messi sẽ chạm trán Orlando City vào ngày 25 tháng 9 tới tại MLS. Tiếp đó, Miami sẽ bước vào một trận đấu có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi đối đầu Houston Dynamo tại chung kết West Open Cup diễn ra ngày 28 tháng 9 tới đây. Không ai khác, chính Messi đã đóng góp cú đúp kiến tạo và một bàn thắng để giúp cho Miami đánh bại Cincinnati với tỷ số 5-4 sau loạt đá luân lưu may rủi ở bán kết. Sau danh hiệu vô địch League Cup 2023, lẽ đương nhiên số đông fan Miami rất mong đợi Messi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để Miami chinh phục cột mốc tiếp theo, đó là chức vô địch West Open Cup. Mặc dù vậy, với tình trạng mệt mỏi theo kiểu kiệt sức hết hơi của Messi, chẳng ai dám chắc ngôi sao 36 tuổi liệu có được thể trạng tốt nhất để có thể ra sân ở trận chung kết West Open Cup 2023 hay không. Nói cách khác, tuổi tác cùng thể lực đi xuống của tiền đạo 36 tuổi có thể khiến mọi kế hoạch của Miami bị đảo lộn. Càng đáng nói hơn nữa, khi Argentina sẽ có hai trận đấu gặp Paraguay và Peru ở tháng 10 tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, cái tên Messi hẳn nhiên sẽ lại được nhắc đến nhiều đến. Olympic 2008 đã chứng kiến Messi vô địch cùng với Argentina. Tuy nhiên, ước mơ tham dự Olympic 2024 tổ chức tại Paris và thậm chí Copa America 2024 để khép lại một vòng tròn hoàn hảo trong sự nghiệp sẽ rất khó trở thành hiện thực với Messi, bởi anh đâu còn ở tuổi 36 mà ngỡ như thanh niên. Inter Miami có thể lọt vào vòng playoff MLS không? Messi còn 6 trận để giúp đội nhà làm nên lịch sử. Khi mà Lionel Messi đến Nam Florida, câu lạc bộ mới của anh là Miami đang xếp chót ở miền Đông và được coi là một trong những đội tệ nhất ở Major League Soccer. Nhưng chỉ sau vài tuần, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Miami giờ là đội có phong độ tốt nhất giải đấu và mọi người bắt đầu bàn luận về khả năng giành vé dự playoff của câu lạc bộ, điều gần như không tưởng khi Empulga đến. Miami đã vươn lên vị trí thứ 13 với 31 điểm, khoảng cách giữa họ và câu lạc bộ xếp thứ 9, đủ điều kiện dự playoff là DC United chỉ 5 điểm. Với việc MLS còn 6 vòng, cơ hội để Miami tạo nên điều kỳ diệu vẫn còn nguyên. Để vào được playoff, Miami sẽ phải giành tối thiểu hạng 9 ở miền Đông. Hiện câu lạc bộ chỉ còn kém vị trí này, hiện đang nắm giữ bởi DC United 5 điểm và còn 6 trận để hoàn thành mục tiêu đó. 6 trận đấu còn lại có thể mang về cho Miami tối đa 18 điểm đủ để gây áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua giành vé dự playoff. Messi và các đồng đội buộc phải giành chiến thắng toàn bộ những trận đấu còn lại, đồng thời hy vọng các đối thủ sẩy chân để giành vé. Nếu như Miami lọt vào vòng playoff ở một trong hai vị trí cuối cùng, họ sẽ phải thi đấu thêm vòng wildcard. Với cơ bản đây là trận đấu giữa hai đội hạng 8 và 9 để tranh suất duy nhất vào vòng playoff. Đối thủ đầu tiên của họ ở vòng 1 sẽ là đội dẫn đầu miền Đông, nhiều khả năng sẽ là FC Cincinnati. Lịch thi đấu còn lại của Miami tại MLS rất dày đặc. Họ đã tiến sâu tại League Cup và West Open Cup. Điều này khiến cho nhiều trận đấu tại MLS phải tạm hoãn. Do vậy Messi và các đồng đội sẽ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên đó cũng là lợi thế trong những vòng đấu cuối. Miami sẽ lần lượt gặp Atlanta United, New York City FC, Charlotte FC, Highland và Chicago Fire. Tất cả đều là những câu lạc bộ đang cạnh tranh tấm vé dự playoff. Bên cạnh các trận đấu tại MLS, Miami còn phải dành sự quan tâm đến trận chung kết West Open Cup với Houston Dynamo ngày 28 tháng 9 tới. Mark Allister tiết lộ lý do anh và các đồng đội tại đội tuyển Argentina luôn ngưỡng mộ Messi. Có rất nhiều điều trong chúng tôi đã lớn lên bằng cách theo dõi anh ấy thi đấu. Tôi nghĩ đó là một phần quan trọng. Sự ngưỡng mộ từ bên ngoài và khi bạn ở gần, đó là sự ngưỡng mộ đối với con người anh ấy vì sự ấm áp mà anh ấy truyền tải, vì những chi tiết nhỏ mà anh ấy có với tư cách là người lãnh đạo, Allister nói với Nala National. Ví dụ là một nhà vô địch thế giới, anh ấy sẽ không cần tới Bolivia khi đang gặp chấn thương và không thể ra sân. Nhưng anh ấy vẫn đi cùng cả đội. Khi anh ấy tổ chức sinh nhật cho con trai mình, anh ấy cũng ở cùng chúng tôi. Đó không phải là chuyện nhỏ, chúng là những chi tiết khiến anh ấy trở nên gần gũi với tất cả chúng tôi. Có thể mọi người không quan tâm lắm, nhưng đối với chúng tôi, sự có mặt của anh ấy là một nguồn động lực cực lớn. Tôi không thích nói nhiều về quá khứ, nhưng có thể thấy Leo đã phải chịu đựng nỗi đau lớn khi không thể giành các danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Việc có thể giúp anh ấy hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu là một niềm vui không thể tả nổi. Đó là điều mà tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không thể quên trong nhiều năm nữa. Chúng tôi đã chơi với người giỏi nhất thế giới và chúng tôi đã giành chiến thắng với anh ấy. Mark Allister đã trở thành nhân vật chủ chốt của đội tuyển Argentina khi anh đóng góp vai trò quan trọng giúp La Albiceleste giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 tại Qatar vào tháng 12 năm ngoái. Mark Allister, lúc đó vẫn còn là một cầu thủ của Brighton, đã ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo trên con đường giành danh hiệu của đội tuyển Argentina.